Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt sự quan tâm của tỉnh và các ngành chức năng tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng bị ảnh hưởng do bão lũ. Chính phủ bàn các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trao giải cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên năm 2024. Huyện Kim Động khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ. Hiệu quả camera an ninh tại thị trấn Trần Cao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình Trung thu cho em. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng dự có một số lãnh đạo sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Các đại biểu và các em học sinh nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024 và thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Hiện trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu đang dạy chương trình phổ thông và dạy nghề cho gần 240 trẻ em có trí tuệ chậm phát triển. Con thấy xúc động vì các cô lãnh đạo vào để thăm các bạn khuyết tật. Con hứa là con học tốt để ra trường con làm và đây con giúp đỡ các bạn. Cảm thấy rất là vui, các cô chú ngành đạo về thăm và tặng quà. Con cảm thấy xúc động và trong trường con được học nghề may. Con hứa sẽ cố gắng học tập cho tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quà của tỉnh và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng trẻ em khuyết tật đang học tại đây. Đồng chí ân cần hỏi han các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu sẽ đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình và cộng đồng, vượt khó vươn lên. Đồng thời đề nghị huyện Khoái Châu sớm có kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà trường. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục có những cơ chế giúp đỡ các em học sinh tại đây. Đặc biệt chương trình học tập phải theo đúng khả năng của các em sau khi được học nghề xong, giúp các em có việc làm ổn định. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tổ chức trao giải cho 36 tác phẩm đoạt giải. Dự lễ trao giải có các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên năm 2024 nhận được gần 1.700 tác phẩm tham dự, tăng gần 700 tác phẩm so với năm trước. Năm nay, giải có đầy đủ 5 thể loại là báo viết, tạp chí, truyền hình, phát thanh, video clip. Cuộc thi góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn hơn 210 tác phẩm vào vòng chung khảo. Căn cứ kết quả chấm điểm vòng chung khảo, ban tổ chức quyết định trao 36 giải ở cả 5 loại hình, trong đó có 3 giải A ở thể loại tạp chí, báo viết và truyền hình, trao 5 giải B, 10 giải C và 18 giải khuyến khích. Đảng bộ huyện Văn Lâm, đơn vị có số lượng bài dự thi lớn nhất cùng 3 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên giành được 11 trên tổng số 36 giải của cuộc thi, trong đó có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Chiều nay, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm kiểm tra đôn đốc các công việc sau phiên họp trước và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ các công trình dự án. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh. Đến nay, Ban chỉ đạo theo dõi 40 dự án lớn trên 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không, đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 42 nhiệm vụ đã giao cho các bộ ngành địa phương. Trong phiên họp lần thứ 13, thì hiện có 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cung cấp vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, phát động phong trào thi đua để hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, áp dụng các kinh nghiệm quý báu từ dự án đường dây điện 500 kV mạch 3.
tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao hai dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án thành phần 1.2 và 2.2, bồi thường hỗ trợ tái định cư bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, đường đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia và xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh. Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Kết quả đối với dự án thành phần 1.2 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở đất doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng được 4 trên 15 doanh nghiệp với diện tích 1,19 trên 10,66 ha. 11 doanh nghiệp còn lại đã hoàn thành công tác kiểm đếm, hiện đang lập công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản và đất. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 203 trên 225,9 ha, đạt 90%. Đã di chuyển được 4.176 trên 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%. Các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành, khối lượng thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư, đạt khoảng 75% đến 90%. Công tác di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV. Hiện nhà thầu đã tổ chức thi công 28 trên 33 móng cột và cam kết kịp thời hoàn thành việc lắp dựng cột, đường dây để cùng Hà Nội và Bắc Ninh tổ chức cắt điện, đấu nối cùng thời điểm. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 1.2 đến nay 2.158,1 trên 3.050,7 tỷ đồng, đạt 70,7%. Đối với dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành được khởi công từ tháng 11 năm 2023, đã tổ chức 8 mũi thi công. Theo kế hoạch thi công, kế hoạch đã rút ngắn thời gian thi công hoàn thành dự án trong năm 2025, đạt 92,20%. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 2.2 đến nay, số vốn đã được giao 539 trên 601,5 tỷ đồng, đạt 90%. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.2 trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 600 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư phê duyệt của Quốc hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Chiều qua, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm tặng quà một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão và lũ tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Xã Xuân Quan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 và nước lũ dâng cao vừa qua. Toàn xã có khoảng 170 hectare hoa cây cảnh ở ngoài bãi bị ngập úng, gần như mất trắng. Đến thăm các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách chịu ảnh hưởng do bão lũ, đồng chí Đào Hồng Vận tặng quà và chia sẻ với những thiệt hại về kinh tế đối với người dân xã Xuân Quan. Động viên các hộ vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Văn Giang và xã Xuân Quan hỗ trợ tối đa giúp người dân sớm ổn định sản xuất. Sau gần 10 ngày khắc phục các sự cố do phải chờ nước rút trên diện tích vùng ngập nước ngoài đê sông Hồng, sông Luộc, 17 giờ chiều qua ngày 16 tháng 9, tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cấp điện trở lại. Bão số 3 đã làm hư hại 8 lộ truyền tải điện áp 110 kV với điện trung thế 22 kV và 35 kV, hư hỏng 71 cột điện, đứt trên 19 km dây truyền tải điện và làm 11 trạm biến áp ngừng hoạt động. Đường dây hạ thế hư hỏng 264 cột điện, đứt gần 15 km dây cáp điện và hỏng nhiều trang thiết bị thuộc ngành điện quản lý. Đã có trên 352.000 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng do mưa bão phải cắt điện gián đoạn sử dụng. Ước tính thiệt hại khắc phục sự cố trên 16 tỷ đồng. Ngay sau bão số 3 đi qua, 100% doanh nghiệp thuộc các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khắc phục điện năng để sản xuất. Tương tự, sau 4 ngày, 100% trạm bơm được cấp điện để phục vụ tiêu úng. Thôn Bảo Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên là địa phương được cấp điện muộn nhất lúc 17 giờ ngày 16 tháng 9. Đây cũng là địa phương nằm trong vùng ngập nước ngoài đê sông Hồng, có địa hình trũng của tỉnh Hưng Yên. Sau thời gian bị gián đoạn hoạt động do mưa bão, đến chiều qua, 100% các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Trước đó, do ảnh hưởng của mưa bão trên sông Hồng, sông Luộc, ngay từ ngày 7 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản yêu cầu các bến khách ngang sông dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ngay sau khi hoạt động trở lại, các cơ quan chức năng và các địa phương đã tuyên truyền đến các chủ bến khách ngang sông tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống mưa bão. Vì hiện nay, theo dự báo thời tiết, thì cơn bão số 4 đang hình thành trên Biển Đông và có khả năng sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực miền Bắc. Sau khi nhận được công điện rút lệnh báo động số 1, chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo cho kiểm tra lại bến bãi đủ điều kiện thì mới đưa vào hoạt động để phục vụ việc lưu thông qua sông của hành khách. Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đang được bà con nhân dân huyện Kim Động nhanh chóng triển khai. Trong đó, đối với cây rau màu, bà con tập trung trồng lại, trồng mới các diện tích ảnh hưởng với loại cây ngắn ngày phù hợp với chăn nuôi, là dọn dẹp, xử lý khử trùng chuồng nuôi, đảm bảo môi trường chăn nuôi an toàn, sạch dịch bệnh. Hơn 20 hecta cây rau màu của thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, chủ yếu trồng dưa chuột, mướp đang cho quả đã thiệt hại hoàn toàn do mưa bão. Ngay sau khi bơm nước tháo gạn đến mặt luống, bà con đã xuống đồng dựng lại giàn làm đất trồng lứa mới. Lựa chọn của người dân là những giống cây phù hợp với thời gian sinh trưởng từ nay đến hết năm như đỗ, bí xanh, bí ngô. Chọn cái cây giống đỗ này là nó trồng vào cái mùa này là nó phù hợp, thì phải 2 tháng sau thì mới được thu. Đất thì phải mua các cái loại phân bón này, rồi là lấm chi chô trước này, xong là rắc vào thì là cho nó cải tạo đất đi cho cây nó đỡ chết. Toàn huyện Kim Động thiệt hại hơn 40.000 con gia cầm, khoảng 100 con lợn do ngập úng khu vực chuồng nuôi. Những chuồng trại này cần thời gian để dọn dẹp nền chuồng, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được các hộ dân chú trọng nhằm đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi mới. Hầu hết các hộ chưa thực hiện tái đàn ngay. Dọn dẹp, xử lý chuồng trại để khắc phục tái đàn được thì chắc chắn là phải tầm 6 tháng trở ra, vì là chuồng nó rất là ô nhiễm, bây giờ phân nó ngập nước thì cái nước đó nó sẽ ngấm xuống nền chuồng và thậm chí là ngấm xuống cả đất. Chúng tôi tẩy chuồng rồi là khử trùng thì chắc là mất thời gian. Để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Động đã giải ngân bước đầu trên 500 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của huyện cho các trường hợp cấp bách. Trong đó hỗ trợ 100 triệu đồng cho 3 hợp tác xã chăn nuôi bị thiệt hại nặng, gần 300 triệu đồng trao đến các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn bị tốc mái. Hiện, quỹ cứu trợ của huyện Kim Động đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ nhằm khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Dự kiến huyện tiếp tục rà soát, giải ngân nhanh và kịp thời kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân phải thực hiện di chuyển vật nuôi, kinh phí tiêu độc khử trùng, các điểm chăn nuôi tập trung, khôi phục cây trồng, vật nuôi ngay trong tháng 9. Sáng nay, đoàn cán bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã về thăm và trao hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại thành phố Hưng Yên và trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khóa Châu. Đoàn cán bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao 50 triệu đồng trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam hỗ trợ trẻ em thành phố Hưng Yên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đoàn cũng đến thăm tặng quà hai hộ nghèo ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên là gia đình bà Vũ Thị Trung và gia đình bà Đào Thị Bấm, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn đến thăm trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho các cháu trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, phá cỗ, chia quà vui Tết Trung Thu cùng các em. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2024, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thành phố Hưng Yên trao học bổng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thành phố cho 10 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt kịp thời khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 3 gây ra để hoạt động dạy và học trở lại bình thường, và chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Tại chương trình đêm hội trăng rằm, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào đã trao 14 suất bảo trợ và học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường Nhân Hòa và Phan Đình Phùng.
Tại chương trình, phường Phan Đình Phùng cũng trao quà của phường cho 10 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây là sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần đối với các cháu thiếu niên nhi đồng của các cấp ủy chính quyền, của các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân. Dù đang tập trung tối đa nhân lực khắc phục hậu quả của thiên tai, nhưng tại các địa phương vùng lũ trên toàn tỉnh vẫn có những hoạt động ý nghĩa để trẻ em có Tết Trung Thu ấm áp vui vẻ. Trung Thu đến khi thầy và trò trường mầm non Đức Hợp huyện Kim Động quay trở lại học tập chưa lâu. Tất cả công tác chuẩn bị chỉ diễn ra trong một buổi chiều. Trung Thu năm nay không có đoàn múa lân, không có trang phục biểu diễn xinh đẹp, cũng chẳng lung linh sắc màu của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, chống hội. Nhưng những món quà tinh thần quý báu, những phần quà thiết thực ý nghĩa đã khiến các em thiếu nhi được sống trong bầu không khí ấm áp yêu thương của những tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Rất là vui ạ, không mong là làm là Tết Trung Thu ạ. Con thấy các cô mua món kẹo đấy, cái bánh đấy rất là ngon đấy, cả rất là ngọt. Mặc dù là không tổ chức to, không tổ chức hoành tráng nhưng nhà trường vẫn cố gắng kết hợp với các bậc phụ huynh học sinh nữa tổ chức cho các con được một cái Tết Trung Thu vui vẻ nhất, và các con được học tập cũng như là được trải nghiệm và được vui chơi. Tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, những năm trước, Tết Trung Thu cho khoảng 1.300 trẻ em sẽ kéo dài từ buổi chiều cho đến tận đêm khuya. Buổi chiều là thời điểm các em tham gia các trò chơi dân gian nhận quà của địa phương. Buổi tối là màn rước đèn ông sao, phá cỗ Trung Thu sôi động, hấp dẫn. Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, chương trình Trung Thu được tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trung Thu năm nay mặc dù là không có các cái hoạt động như là rước đèn ông sao hoặc là tổ chức văn nghệ, nhưng mà cháu cảm thấy rất là tuyệt vời khi được xã hội quan tâm và được yêu thương. Cảm thấy rất vui. Cháu mong là nhanh đến năm sau để cháu được chơi tiếp. Đảng ủy và ủy ban xã cũng đã giao cho các ban ngành đoàn thể của xã, của các thôn tập trung vào tuyên truyền vận động và đi xã hội hóa. Chúng tôi cũng đã cắt một phần kinh phí là cũng gần 10 triệu đồng để cùng với lại thôn tập trung lo cái Tết Trung Thu cho các cháu. Tất cả các cháu lứa tuổi thiếu niên nhi đồng nhận quà là 100%. Tết Trung Thu là dịp để mọi người hướng về trẻ em, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với thế hệ tương lai. Dù thiên tai bão lũ có gây ra bao nhiêu khó khăn, nhưng tinh thần sẻ chia và quan tâm đến trẻ em vẫn luôn được duy trì. Các em vùng lũ không chỉ được nhận những món quà vật chất mà còn được đón nhận tình yêu thương đùm bọc, sự động viên, sẻ chia từ cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 7 di tích. Đó là các di tích Đình Trúc, xã Trừng Trắc, Đình Ngọc Loan và Đình Tăng Bảo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Đền Soi, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Đình Long Đằng, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, nhà thờ họ Hoàng, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, nhà thờ họ Đoàn, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Ngành chức năng và địa phương có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích, cụm di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên có 279 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Là địa phương luôn có nguy cơ xảy ra các vụ việc về tệ nạn xã hội, những năm qua, nhân dân và chính quyền thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã lắp đặt hệ thống camera ở nhiều nơi. Camera an ninh đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tiệm vàng Quang Vinh tại phố Nguyễn Công Tiễu do chị Nguyễn Thị Anh làm chủ, có khối lượng tài sản lớn. Tại đây cũng đã từng xảy ra một vụ việc kẻ gian ăn trộm 5 chỉ vàng. Nhờ camera an ninh của gia đình chị đã góp phần giúp công an thị trấn sớm tìm ra đối tượng. Trong lúc mà cửa hàng đông khách sơ suất, chị gái có lấy một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng ta, thì bọn tôi mới sực nhớ ra, thì mới xem lại camera, thì sẽ là biết được là chị lấy. Chúng tôi báo công an thị trấn, là công an thị trấn lập tức đến lấy hình ảnh ở camera ra. Sau ngày hôm đấy một hôm, công an thị trấn bắt được đối tượng. Thị trấn Trần Cao có nhiều tụ điểm dễ phát sinh về mất an ninh trật tự. Từ năm 2022 đến nay, thị trấn đã lắp đặt 16 mắt camera ở 5 điểm tại những vị trí như ngã tư, ngã ba, trước cửa các tụ điểm giải trí, trước nhà các đối tượng trộm cắp, các đối tượng được tại ngoại. Ngoài ra, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ kinh doanh buôn bán lắp đặt hệ thống camera an ninh.
nhà tôi bán hàng, các cháu thì đi công tác xa, thế còn có một mình tôi ở nhà, nhưng là các cháu nó đã đầu tư lắp cho tôi là 3 cái cam an ninh, nó rất là thuận lợi cho cái việc bảo vệ an ninh trật tự. Đầu năm 2024 này, 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã xử lý 3 vụ việc, thì trong đó có 2 vụ việc thì đã nhờ cái hệ thống camera an ninh dễ dàng tìm ra các cái đối tượng cũng như là các cái hành vi gây rối, qua đó thì điều tra làm rõ cái vụ việc và xử lý các cái đối tượng lai vãng từ địa bàn khác đến, thì từ khi có camera an ninh thì cũng đã giảm đi đáng kể, không còn xảy ra cái hiện tượng là trộm cắp vặt. Camera an ninh của chính quyền địa phương kết hợp với hệ thống camera của các hộ gia đình đã góp phần giảm thiểu các vụ việc mất an ninh trật tự. Năm 2022, toàn thị trấn xảy ra 9 vụ việc, đến năm 2023 giảm còn 8 vụ việc. 8 tháng đầu năm 2024 chỉ xảy ra 3 vụ việc. Thời gian tới, chính quyền thị trấn Trần Cao sẽ huy động nguồn lực khảo sát địa điểm để lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.